Liên quan đến đường dây này, tháng 5 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Định đã đấu tranh làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức do đối tượng Trần Thị Kim Qua, 48 tuổi, trú tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cầm đầu. Cũng theo kết quả điều tra, Qua cùng đồng bọn thông qua mạng xã hội đã đặt Trần Đình Thành làm giả gần 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng của các bị hại ở xã Mỹ Đức và xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Sau thời gian xác lập chuyên án, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Đình Thành, 25 tuổi, trú tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận để điều tra về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đình Thành, đồng thời tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.